Trung tay phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã và đang phát động kêu gọi ủng hộ chương trình Sẻ chia yêu thương ấm tỉnh phụ nữ Đà Nẵng nhằm kịp thời hỗ trợ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 và ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Từ cuối tháng 7 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm, bảo hộ y tế, khẩu trang của gần 100 tập thể cá nhân trong và ngoài thành phố, như Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Tĩnh, Gia Lai, Bắc Ninh, Đắk Nông, Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hải Phòng với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, hội đã kịp thời hỗ trợ các hội viên phụ nữ khó khăn thuộc 7 quận huyện và trực tiếp đi thăm tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đầu chống dịch.